Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì có một số bạn hôm nay nhờ mình tư vấn, nói chung cái mùa này là cái mùa nụ, làm nụ các bạn. Thì có nhiều bạn nhờ mình tư vấn về vấn đề mà cây của mình hiện tại nó chưa có nụ kim các bạn. Cây chưa có nụ kim thì mình xử lý như thế nào, mình làm như thế nào, mình bón phân như thế nào vậy đó. Thì hôm nay em làm một cái clip nói lại cái vấn đề này. Thì clip trước em có một làm một cái clip rồi, nhưng mà hiện tại có nhiều bạn, có thể là các bạn chưa xem hay như thế nào đó, thì hôm nay em làm lại cái clip này. Và em làm cây mai zin của em thôi, cây mai vàng zin, em không nói vấn đề về cây giống siêu bông Sài Gòn nha. Đó. Thì đây là cây mai vàng zin của em nè. Cái cây thì ở đây em sẽ giải thích sơ cho mọi người hiểu về cái lý do tại sao cây mai của mình nó không có tạo nụ kim. Cái điều đầu tiên là do cái giống các bạn. Ví dụ là cái giống mai của mình đó, là cái cây đó nó làm nụ kim thưa ít gì đó. Rồi đó là cái thứ nhất về do cái giống. Cái thứ hai là do cái cây của mình phát triển quá sung tốt các bạn. Phát triển quá sung tốt thì cây mai của mình nó không có tạo nụ kim được. Thì ở đây em nói cái vấn đề là cái cây nó đủ, nói chung là nó đủ ngày đủ tháng nha, chứ còn nhiều khi có những cái cây các bạn cắt đôn, còn cái cây các bạn mới ghép gì đó, thì đó mình không có tính vô trong cái trường hợp này nha các bạn. Thì ở đây là cái cây mai vàng zin của mình nè. Cây mai vàng zin thì các bạn biết rồi đó, nói chung là nó khó có khả năng nó làm nụ kim hơn những cái giống khác. Thì cái ở đây mình cũng nói cái vấn đề, ví dụ giờ đầu tiên là cái phân bón đi. Khi mà cái cây của mình nó phát triển quá sung tốt thì mình sẽ bón phân gì nha. Mình bón phân gì để mình kiềm hãm nó lại, đó là cái loại phân lân. Nói chung các bạn bón cái gì mà cái hàm lượng lân nó cao á, phân lân nó cao là được. Phân lân nó cao. Có thể là các bạn bón ví dụ super lân, siêu lân 30, cái thằng 10 60 10, nói chung những cái hàm lượng mà có chỉ số ở nằm ở phía giữa đó, nó cao hai cái phía đầu với phía đuôi đó, nó thấp các bạn. Nó đó là mình nói về phân bón là mình bón, như mình bón những cái loại phân như vậy thì để cho giúp cho cái cây của mình á nó bị hãm sẽ phát triển lại. Về cái nguyên lý mà cây tạo mầm hoa, tạo nụ kim, tất cả các giống cây nó đều chung là một cái là cái cây nó phải bị hãm sẽ phát triển lại thì cây nó mới tạo nụ, tạo mầm hoa được các bạn. Do đó là mình nói về cái vấn đề phân bón nha. Còn cái cách đồng thời á, mình sẽ làm thêm, mình tác động thêm lên cái cây của mình á, là nó bắt đầu mình bấm, mình chặn đọt các bạn. Mình hãm sự phát triển nó lại bằng cách chặn đọt cũng là một cách hãm sự phát triển nha. Đây ở đây là cái cây em bấm chặn đọt nè các bạn, em bấm chặn đọt nè, em chặn đọt nè, nó ra là em chặn nè, nó ra em lấy được nụ kim dài nụ rồi, bắt đầu em chặn luôn nè. Đó, đây là cái mai vàng zin của mình cây này không có ghép nha các bạn. Đó, mình có bấm mình chặn liên tục vậy đó. Đó mà bấm chặn nè, bấm chặn nó chạy cái đọt ra tiếp nè, cứ nó ra là chặn nè các bạn, thấy không? Này mình bấm chặn nè. Chặn thì nó mới có thể nó tạo đồ kim được các bạn, mà nó chặn mình hãm nó liên tục á, cứ ra đọt là mình chặn, ra đọt là mình chặn nè các bạn thấy nè. Đó thì bây giờ ra cái cơ này, đây là cái dấu chặn của cái cơ trước này nha, đó là cái cơ sau tiếp theo nè. Đó, cơ tiếp theo là nó ra nó có đồ kim nè. Đó, rồi xong cái ra nó ra nữa, cái mình chặn nữa nè. Ở đây là nó dấu chặn cũ nè. Đó, dấu chặn lần thứ nhất. Đây là dấu chặn lần thứ hai. Đó.
chặn liên tục nha các bạn. Nó ra đọt, mình lấy dài mắt mình chặn ra, ra dài mắt là mình chặn toàn bộ lại luôn nha. Đó là cái cách thứ hai để cái mình làm cho cái cây của mình nó tạo nụ kim các bạn. Còn thêm một cách nữa, đó là thêm mình đã làm hai bước rồi, thì cái bước thứ ba nữa là cái bước là mình sẽ vô kẽm luôn á. Đó, mình vô kẽm mình cũng là một cách để mình hãm sự phát triển của cây lại á. Đó thì ở đây nó có ba bước, nhưng mà mình sẽ làm theo thứ tự nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, mình sẽ làm theo thứ tự thì để mình làm cho nó hiệu quả được cao nhất nha các bạn. Thì đó, cái bước thứ nhất á, là mình sẽ vô kẽm trước nha. Bước thứ nhất là mình vô kẽm để cho mình hãm sự phát triển. Cái bước thứ hai á, là mình sẽ chặn đọt. Đó, bước thứ hai là mình chặn đọt, và cái bước cuối cùng là mình sẽ đi phân. Cái cây này là các bạn nào mà tới vườn mình tham quan nhiều thì các bạn sẽ biết cái cây của mình này là bữa trước nó rất là sung á. Nhưng mình vô kẽm xong cái bắt đầu mình chặn đọt rồi bắt đầu mình đi phân á, là bây giờ cây nó bắt đầu tạo đủ kim rất là nhiều. Này thấy nè, các bạn thấy không? Phía trong đây nó chạy ra nè, nó không có đủ kim luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà ra tới đây nè, đó, cái cơ mới nè. Đó. Là sẽ có đủ kim. Đó. Thì nói chung đó là ba cái bước để mà làm cái mai của mình, khi mà cái cây của mình nó quá sung tốt thì nó không có đủ kim á các bạn. Thì các bạn làm theo thứ tự nha, các bạn lưu ý nhớ làm theo các bước theo thứ tự. Cái thứ nhất là mình dằn kẽm đối với cây mai của mình mà mình có bẻ sữa. Bước thứ hai là mình sẽ chặn đọt. Và bước thứ ba là mình sẽ đi phân hàm lượng lân cao. Nếu như trường hợp cái cây của các bạn là cây mai dảo hột Thủ Đức, các bạn không có dằn kẽm thì các bạn sẽ bỏ cái bước dằn kẽm, các bạn chỉ chặn đọt và các bạn bón phân có hàm lượng lân cao thôi. Rồi hôm nay mình có một chút chia sẻ về cái vấn đề cái cây mà khi mà chưa có nụ kim, cái hướng để cho các bạn xử lý cái cây của các bạn để cây của các bạn có nụ kim á, thì mình sẽ làm những cái bước như vậy nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip chia sẻ về vấn đề cây mai mà chưa có nụ kim của mình và hướng xử lý. Thì các bạn nào cảm thấy nếu mà cảm thấy nó hay, các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh của mình và cho mình một like để ủng hộ tinh thần cho mình làm những cái clip chia sẻ trong cái thời gian sắp tới nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip nha. Chúc tất cả các mọi người chúc một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.